ngân hàng tăng lãi suất ở mầm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản? Nếu đem một tỏi đi gửi tiết kiệm ngân hàng thì sau một năm bạn sẽ có khoảng 93 củ, tương đương với mỗi tháng bạn sẽ có khoảng gần 8 củ. Đây là mức thu nhập trung bình của một người công nhân. Hiện tại thì đây là mức lãi suất cao nhất trong tất cả các ngân hàng, và con số này còn tăng nữa trong thời gian tới. Điều này sẽ mang đến 4 tác động sâu sắc cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Thứ nhất là dòng tiền hầu như sẽ chảy về hết các ngân hàng. Không chỉ bất động sản mà các kênh đầu tư khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì bình thường thì lãi suất tiết kiệm chỉ đâu đó khoảng 5-6%, nhưng hiện tại đã tăng gấp rưỡi rồi, thậm chí vẫn còn đà tăng, thì chắc chắn người dân sẽ ưu tiên gửi ngân hàng, vừa an toàn mà lãi suất lại hấp dẫn. Thứ hai đó là thị trường bất động sản sẽ chậm, thậm chí là dừng thanh khoản, thì cũng bắt nguồn từ cái yếu tố một bên trên, đó là người dân đổ tiền vào ngân hàng chứ không còn thiết tha vào việc đầu tư bất động sản hay là kênh đầu tư khác nữa. Điều này thì tác động cực sâu và mạnh đến cái tính thanh khoản của bất động sản trong thời gian tới. Thứ ba đó là rồng rắn lên mây. Thì việc tăng lãi suất huy động vốn thì đồng nghĩa với một điều là lãi suất cho vay sẽ tăng chổng ngược. Lúc này thì người dân cũng chẳng thiết tha đến việc dùng ngân hàng để mua bất động sản, dẫn đến các dự án nhà ở hay chung cư cũng sẽ bán hàng chậm hơn trước. Nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ cạn dòng tiền để hoàn thành dự án, thậm chí là gãy dòng tiền dẫn đến phá sản. Thứ tư là thị trường bất động sản có thể xảy ra tình trạng bán cắt lỗ. Những người đầu tư bất động sản bằng ngân hàng không thanh khoản được thì có thể sẽ phải giảm giá sâu để bán cắt lỗ, thậm chí là ngân hàng siết nợ bán thanh lý, thì điều này có thể sẽ kéo giá bất động sản đi xuống. Vậy thị trường bất động sản có xu thế chậm thanh khoản, đi về đáy thì nên gửi ngân hàng với lãi suất cao hay là tiếp tục đầu tư bất động sản? Hiện nay thì thị trường bất động sản đang bất động theo đúng nghĩa đen thì sẽ có 3 kiểu nhà đầu tư sau. Kiểu thứ nhất đó là dùng ngân hàng để đầu tư bất động sản, sử dụng đòn bẩy tài chính với hạn mức vay tối đa và kỳ vọng bất động sản sẽ x2 x3 trong thời gian ngắn. Thế nhưng đời thì không như mơ, thị trường hiện tại thì đang bất ngờ, mất thanh khoản, ngân hàng tăng lãi suất, thì nhà đầu tư sẽ đứng trước hai lựa chọn: muốn bán để trả nợ ngân hàng thì giá chưa đạt kỳ vọng về bờ, nếu đem nữa thì còn mua vào lúc đu đỉnh. Thứ hai là ôm tiếp chờ thị trường. Tâm trạng hiện tại thì là mất ăn mất ngủ, không thiết tha gì gia đình hay công việc. Nhất là vay cả chục tỏi thì mỗi tháng phải oằn người cong lưng để trả hàng trăm củ nuôi ngân hàng. Kiểu thứ hai là đầu tư bằng tiền thịt. Thì đây là những người có sẵn tiền nhàn rỗi rồi, họ không phải vay thêm bất cứ bố con nhà ai nữa. Khi thị trường có chững thì họ cũng không quá lo, vì những người này thường đầu tư dài hạn. Họ coi bất động sản là kênh trú ẩn và xác định đầu tư dài hạn từ 5 đến 10 năm. Mà về dài hạn thì chắc chắn là bất động sản luôn tăng giá. Tâm trạng hiện tại là kệ thị trường, vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Kiểu thứ ba, bố mình là tượng. What? Đang ôm tiền đứng im, nghe ngóng thông tin thị trường, chờ cơ hội để bắt đáy hoặc là có tín hiệu khởi sắc thì sẽ đầu tư tiếp. Tâm trạng hiện tại cũng giống như kiểu 1, đó là nghe ngóng thông tin nhưng mong bất động sản đi xuống để có cơ hội bắt đáy. Bạn thua kiểu nào trong 3 kiểu trên? Hãy để lại thông tin bên dưới phần bình luận.